Hello, xin chào nhà. Em lên một con đồng hồ Anna nha. Con này nội địa Nhật, sản xuất tại Nhật luôn. Size của nó là 39.5 chưa núm nha. Chạy cơ chế 6 kim thứ ngày và 24 giờ. Còn rất là đẹp nha. Dây 18, 19 luôn nha cả nhà. Đây. Đó. Viền ngoài là chỉ số để mình tính vận tốc nha. Đó, dây cũng rất là đẹp. Thứ ngày và 24 giờ nha cả nhà. Nguyên rin luôn. Dây nè, rất là đẹp luôn nha. Còn mắc thừa luôn nha cả nhà. Có dạ quang luôn, dạ quang là hai kim. Full chức năng luôn nha. Rồi em mời cả nhà nha.